không rồi. Chúa Giêsu là đấng giải cứu chữa lành bệnh tật con tạ ơn Chúa. Cầu mong cha phù hộ cho bệnh nhân sớm lành bệnh. Hôm nay là tiếp nhận bệnh nhân. Triệu chứng ban đầu là sao? Nó đau bên hông này thầy. Đau bên đâu? Bên sườn. Đau bên sườn rồi mình đi khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện gì á ta mới. Bệnh viện ở Ninh Thuận trước, ở Ninh Thuận khám ở bệnh viện ở Ninh Thuận là Sài Gòn hai lần. Sài Gòn là khám đi hai lần ở Sài Gòn. Chú còn chưa nói gì? Nói sao? Ý là khám ở Ninh Thuận một lần là phát hiện khối u, rồi mới đi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chuyển vô Phạm Ngọc Thạch ha. Thì thời điểm Phạm Ngọc Thạch thì thầy thấy có hai giấy sinh thiết đây. Giấy sinh thiết hồi ngày 6 tháng 12 và một giấy sinh thiết mình có thấy đó là xác định được bệnh ung thư ha. Bệnh ung thư phổi là cái gốc bệnh. Thì sau khi phát hiện ra được cái bệnh lý là ung thư rồi đó thì bác sĩ đề nghị làm sao? Phương pháp điều trị cho mình là sao? Người nhà nghe tư vấn từ bác sĩ làm sao? Rồi gần lại đi cho thầy nghe chứ. Rồi gần lại. Bác sĩ nói là đi muốn điều trị thì phải làm một cái xét nghiệm. Một cái xét nghiệm đột biến gen đúng không? Dạ, đột biến gen. Rồi cũng cho làm xét nghiệm. Mới đưa đi làm xét nghiệm thì bây giờ không đưa bệnh nhân xuống dưới đây. Đột biến gen để bác sĩ cho thuốc ít. Còn tại sao mình không làm? Thì vẫn đưa đi làm xét nghiệm luôn rồi. Nhưng mà trong cái thời điểm gian xét nghiệm đó, là nó nửa tháng nó mới có cái kết quả. Nhưng mà trong cái nguyện vọng gia đình á, là có cái hướng đi xuống đây từ trước giờ rồi. Nên thành là khi mà sinh thiết lần cuối cùng rồi á, là gia đình là có cái quyết định xuống đây luôn. Còn cái xét nghiệm đột biến gen á, là gia đình vẫn đưa đi làm cái xét nghiệm đó. Nhưng mà cái nguyện vọng gia đình vẫn muốn xuống đây. Thì nó như thế này là khi mà mình đã phát hiện ra cái bệnh ung thư á, bác có một cái bệnh lý bẩm sinh ha, bệnh bẩm sinh, bệnh lý trước đó đi, bệnh sốt bại liệt ha,
tại vì nên bác không có đi được, đúng không? Bác không có di chuyển được mà phải có người hỗ trợ. Thì đây là cái nền ha. Còn bệnh hiện tại phát hiện ra trong năm, trong tháng này luôn, tháng 12/2023, ngày 19 á, ngày 19 tháng 12/2023 là bệnh lý ung thư phổi, đã làm cái xét nghiệm đột biến gen rồi, nhưng mà nguyện vọng muốn xuống đây để các thầy hỗ trợ điều trị. Trên nguyên tắc á, thì các thầy ở nơi này á, cái đối tượng nhận bệnh á, thứ nhất là những bệnh nhân không có kinh phí, không có điều kiện để chữa tây y, ví dụ như không có tiền để đi phẫu thuật, đi xạ trị, hóa trị đó. Cái thứ hai là đối tượng là những bệnh nhân lớn tuổi không có vô hóa chất được, hoặc là những bệnh nhân nó có bệnh nền không vô hóa chất được, hoặc là những bệnh nhân đã vô hóa chất rồi mà không phù hợp với cái loại hóa chất đó, hoặc là nó đã kháng thuốc không còn sử dụng hóa chất được nữa, chuyển qua điều trị triệu chứng thì các thầy sẽ nhận. Còn riêng trường hợp của mình á, là theo thầy nghĩ á, là tốt nhất là khi mình phát hiện bệnh rồi thì mình nên điều trị bằng cái phương pháp bác sĩ đã làm đó. Có nghĩa là bác sĩ xác định cho mình cái vấn đề là đột biến gen, cho mình uống thuốc đích. Nếu như mà quá trình đó đáp ứng thuốc thì mình điều trị theo phương pháp đó. Còn nếu như mà không đáp ứng cái thuốc đúng đích đó, thì lúc đó bác sĩ mới cho mình cái phương pháp khác. Và phương pháp cuối cùng mà nếu không áp dụng được nữa là chuyển qua điều trị triệu chứng, thì ở đây các thầy sẽ giúp cho mình. Cái đó là cái định hướng mà theo thầy nghĩ là đó là tốt nhất. Tại ở đây đó không phải là phương pháp điều trị, mà ở đây là phương pháp hỗ trợ điều trị nha. Cho nên mình phải hiểu rõ cái mục tiêu, cái đối tượng và cái phương pháp điều trị ở đây là nó nhắm vào mục đích gì. Thì ở đây các thầy giúp nè, là phương pháp là hỗ trợ điều trị. Bằng cháo nano, thảo dược nano, nano của nhà nghiên cứu, nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Văn Tường đó, đây là phương pháp hỗ trợ điều trị nha. Cho nên là phương pháp điều trị là mình không có thể bỏ qua được. Phương pháp hỗ trợ, phương pháp điều trị tại Tây Y đó là kiểm tra cái đột biến gen loại nào, rồi bác sĩ sẽ cho cái thuốc phù hợp với cái đột biến gen đó để điều trị cho mình. Chừng nào điều trị không hiệu quả đó, hoặc là mình không có điều kiện để điều trị đó, thì mình mới đăng ký ở đây. Còn nếu như mà mình có cái phác đồ điều trị tại bệnh viện rồi, thì tốt nhất thầy khuyên nên áp dụng cái đó trước. Tại vì phòng thuốc y học cổ truyền không có mục đích là cạnh tranh, hoặc là tranh giành với lượng bệnh nhân với lại tây y. Tại vì mình là phương pháp hỗ trợ chứ không phải là phương pháp điều trị, cho nên mình phải hiểu chỗ đó. Khi nào mà mình không còn cái phương pháp điều trị nữa đó, thì mới áp dụng cái phương pháp hỗ trợ điều trị. Cho nên thầy chia sẻ cho mình hiểu như vậy đó, để mình biết, để mình lựa chọn nha. Hôm nay thì có thể thầy phân tích cho mình nghe về cái phương pháp hỗ trợ điều trị bằng cháo nano, thảo dược nano nó như thế nào. Rồi sau đó mình về, mình trao đổi với nhau, với gia đình, đặng mình lựa chọn các phương pháp điều trị. Rồi nếu như có nhu cầu thì có thể đến đây để các thầy giúp cho mình bằng phương pháp này. Nhiệm vụ các thầy là các thầy cung cấp cho mình cái thông tin thôi. Còn cái sự lựa chọn là ở nơi gia đình, là sự tự nguyện đó. Chứ các thầy không có ép buộc mình tới đây là bỏ phác đồ điều trị tây y tới đây là không đúng. Không đúng với cái quy định của ngành y tế. Có nghĩa là phòng chuẩn trị học cổ truyền thì không có chức năng là điều trị ung thư, mà có thể mình giúp cho những bệnh nhân mà không còn điều kiện để điều trị tây y nữa đó. Thì lúc đó thì phòng chuẩn trị học cổ truyền mới tham gia vào. Đó là tự nguyện. Cho nên là thầy cũng nói trước với bệnh nhân như vậy.
để mình có thêm cái thông tin đó, dù mình đi xa thôi tới đây rồi mình cũng phải nghe cái phương pháp này như thế nào để mình tăng cái sự lựa chọn của mình lên, để mình chọn lựa cho nó đúng ha. Bây giờ cho thầy bon cái nội dung này đi. Bây giờ thầy sẽ nói về cái phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây nha, để cho mình hiểu. Tại vì chắc có lẽ là cũng nghe người này người kia giới thiệu để mà mình tới đây, mình thấy trên mạng đó thì có những cái video clip mình thấy nó cũng hay, mình thấy cũng có cái sự tin tưởng, như là mình cũng có coi Gia Tường cũng lâu rồi đó, mình biết Gia Tường từ khi mà trước khi Gia Tường mất nữa. Thì hôm nay mình xuống đây mình trực tiếp mình nghe thì mình coi có phù hợp với mình hay không, rồi mình cân nhắc. Chứ các thầy không có ép mình vào cái phác đồ điều trị khi bệnh nhân tới đây, có nghĩa là mình tới đây rồi mình được cái quyền là mình được cung cấp thông tin thôi, còn sự lựa chọn là vẫn là nơi bệnh nhân với người nhà nha. Đối với bệnh ung thư á, bây giờ thí dụ như đơn giản một bệnh nhân đi, bệnh nhân mà không còn điều trị nữa đó, có nghĩa là thí dụ như những bệnh nhân mà như hồi nãy thầy nói về những cái đối tượng đó là Tây y không còn can thiệp nữa đó, hoặc là điều trị chuyển qua điều trị triệu chứng á, thì bệnh nhân lúc đó có một cái sự lựa chọn khác. Ở đây là các thầy cung cấp cái sự lựa chọn đó, đó là mình sẽ áp dụng phương pháp bỏ đói tế bào ung thư nha, bỏ đói tế bào ung thư đó. Vậy thì phương pháp bỏ đói tế bào ung thư là như thế nào? Thứ nhất là cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tế bào khỏe, nhưng mà không cung cấp dinh dưỡng và điều kiện ở trên này cũng vậy, nhưng mà điều kiện cung cấp dinh dưỡng và điều kiện cho tế bào ung thư đó. Cái phương pháp áp dụng cái phương pháp bỏ đói tế bào ung thư bằng hai thứ, là một là vẫn cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho tế bào khỏe mạnh, thì tế bào khỏe mạnh là chống lại bệnh ung thư, nhưng nó lại không cung cấp dinh dưỡng và điều kiện cho tế bào ung thư ha. Đây là cái trọng tâm. Thì dựa trên cái trọng tâm này nè là mình phân tích thêm, bây giờ cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho tế bào khỏe ở chỗ nào, là cho bệnh nhân ăn cháo nano. Trong cái cháo nano này nè, sử dụng cái gạo lứt miên, ở đây là các thầy sử dụng gạo lứt miên nha. Đó. Thì trong cái gạo lứt miên này nó có 8 axit amin nuôi cơ thể nè. 8 axit amin này cơ thể không tự tổng hợp được, mà phải sử dụng từ cái nguồn là từ gạo. Và bên cạnh đó gạo lứt miên nó còn bổ máu nữa, nó giúp cho bệnh nhân ung thư nó có những trường hợp mà sức huyết hoặc là thiếu máu gì đó, nó sẽ tăng cái sức đề kháng lên, tăng cái lượng máu lên ha, tăng cái sức khỏe lên. Nhưng cái cháo nano này nè, nó đã cắt giảm cái lượng tinh bột lại rồi. Thay vì mình ăn cơm, thay vì mình ăn cái phương pháp khác như là bún hay là mì gói, phở, bánh canh gì đó với người bình thường á, thì cái cháo nano này nó đã cắt giảm cái lượng tinh bột rồi, nó không đủ cung cấp năng lượng cho tế bào ung thư. Đó là phương pháp mà bản thân cháo nano này nó có khả năng thẩm thấu, nó là siêu nhỏ mà, nano có nghĩa là nấu bằng nồi áp suất, nó trở nên siêu nhỏ, nó thẩm thấu vào tế bào ung thư, nó thẩm thấu
tế bào ung thư, nó thẩm thấu vào tế bào ung thư, nó đầu nó đào thải tế bào ung thư đi. Đó, đó là cái nguyên tắc của cái cháo nano, đó là như vậy. Bên cạnh đó đó, nó còn một cái thứ nữa là cái pH nè, cái thực phẩm axit kiềm. Đây là cái thang pH nha. Thực phẩm nó có cái tính axit hoặc kiềm, nhưng đi vào cơ thể lúc đó nó chuyển hóa thành cái độ pH của cơ thể là kiềm hay axit. Thì bên cạnh đó, thì cái đạm động vật á, đạm động vật, đồng vật, ví dụ mình ăn thịt cá trứng sữa đi, đó là cái nguồn axit. Mà cái nguồn axit này là tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển nè, đó là điều kiện để tế bào ung thư phát triển đó. Nếu mình càng ăn đạm động vật vào trong cơ thể tạo ra môi trường axit thì cái bệnh lý nó càng nặng hơn. Mình đang mắc bệnh ung thư mà mình càng nạp cái này vô nè là bệnh lý nó càng tăng lên, càng tăng lên, nó không có dừng. Tại vì môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư mà, là phải loại bỏ nó đi, thấy không? Có nghĩa là mình không cung cấp dinh dưỡng nè, từ cháo nano là không cung cấp dinh dưỡng nè, không cung cấp cái điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Đây, đây là điều kiện nè, điều kiện cần nè cho bệnh ung thư phát triển. Ngược lại, mình sẽ ăn những thực phẩm có tính kiềm, nạp những thực phẩm có tính kiềm vô, ví dụ như rau xanh, trái cây. Đây là thực phẩm có tính kiềm nha, đây là kiềm tự nhiên luôn đó. Còn cái thứ hai nữa là nước kiềm, nước kiềm có độ pH từ 8.5 tới 9.5. cái nước kiềm này mình sử dụng để uống nè, nước kiềm mình sử dụng để nấu cháo nè, nước kiềm này mình sử dụng để nấu thảo dược nano nè. Đó, thì cơ thể mình được nạp vô trong cơ thể là kiềm, thì lúc đó thì trong thời gian ở đây cái thầy sẽ giúp cho bệnh nhân trong 3 tháng, trong 3 tháng, thì 3 tháng này nè sẽ mục tiêu là chuyển cơ thể từ axit sang kiềm. Đó, gọi là quá trình kiềm hóa, kiềm hóa cơ thể. Khi nào mà cơ thể đã trở thành kiềm á, cái pH trở thành kiềm á, thì lúc đó khả năng nó chống bệnh tốt hơn. Còn nếu cơ thể nạp vô cái lượng axit là nó tăng, nó phát triển cái bệnh lý ung thư lên. Tới đây kịp hiểu chưa? Có thắc mắc gì không? Có thấy nó khó hiểu không? Hiểu ha. Đó là cái mục tiêu và cái phương pháp mà mình sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Khi mà mình không có phác đồ nào khác, ví dụ Tây Y đã từ chối mình rồi, thì mình áp dụng phác đồ này. Thì thầy hôm nay thầy cung cấp cho mình cái phương pháp này để mình xem như là một cái giải pháp dự phòng khi mà mình điều trị Tây Y không hiệu quả. Hôm nay mình đã đi kiểm tra Tây Y, là kiểm tra đột biến gen á, đã kiểm tra ra bệnh ung thư phổi rồi. Thì đi sâu hơn vấn đề kiểm tra bệnh ung thư phổi là kiểm tra đột biến gen. Sau khi đột biến gen xong, bác sĩ sẽ cho cái loại thuốc đích sử dụng cho đột biến gen đó. Thì sử dụng cái thuốc đó một thời gian, đáp ứng thuốc tốt thì tiếp tục sử dụng tiếp. Còn nếu không sử dụng được, không phù hợp nữa, bác sĩ có thể đổi thuốc khác cho mình, đổi thuốc khác hoặc đổi phương pháp khác cho mình. Nhưng tới khi nào bác sĩ từ chối luôn, bác sĩ nói thôi cái sức khỏe của mình nó không phù hợp với thuốc nào hết trơn, mà giờ được chuyển qua điều trị triệu chứng nâng cao tổng trạng, lúc đó là đau đâu chữa đó đó. Ví dụ như đau nhất thì bác sĩ cho thuốc đau, thuốc giảm đau, hoặc là men gan tăng thì cho thuốc men gan, hoặc là những cái loại thuốc nào để điều trị triệu chứng đó, thì lúc đó mình có thể áp dụng cái phương pháp này. Còn giờ thật ra thì trên mạng thì cũng đầy dẫy cái phương pháp, ví dụ như chỗ này người ta hướng dẫn một kiểu, chỗ kia hướng dẫn một kiểu, nhưng mà mình nắm thông tin chưa thấy cứu đâu, mình chưa hiểu hết cái phương pháp đâu. Mà thời gian điều trị kéo dài nữa, cái thời điểm vàng để điều trị nó không có nhiều. Để mà mình đã biết được bệnh ung thư mà càng do dự mình không điều trị đó, thì mình sẽ bỏ qua cái thời điểm vàng đó. Cho nên là mình phải cân nhắc trước khi lựa chọn,
tại vì tất cả mọi người đều cung cấp thông tin cho mình thôi, nhưng sự lựa chọn là ở mình, chứ không phải là giao phó cái quyền quyết định cho thầy thuốc được đâu. Mình phải nghe cái tư vấn từ phía bác sĩ, rồi trao đổi với nhau, trao đổi với gia đình. Còn riêng phòng chuẩn trị học cổ truyền cung cấp cho mình cái giải pháp này đó là phương pháp hỗ trợ nha, chứ không sử dụng phương pháp điều trị. Tại vì phòng chuẩn trị học cổ truyền không có chức năng điều trị bệnh ung thư, mà là chỉ hỗ trợ cho cái bệnh lý thôi, bệnh lý ung thư thôi, bằng cái phương pháp mà cha Tường đã để lại. Thì các thầy trên tinh thần là yêu thương cho không, giúp cho bệnh nhân bằng chính cái phương pháp mà cha đã để lại, cũng trên tinh thần yêu thương cho không luôn. Ở đây các thầy không có lấy kinh phí từ bệnh nhân, nhưng mà mình phải tự lựa chọn phương pháp nào phù hợp với mình nhất. Thời gian ở đây là các thầy giúp cho mỗi bệnh nhân là 3 tháng. Trong 3 tháng đó các thầy sẽ theo sát mỗi ngày, và bệnh nhân phải ra nhà trọ ở. Cái nhà trọ đó là tự túc á. Riêng hồi nãy thầy thấy trong cái bệnh lý của mình là có sốt bại liệt hồi nhỏ đó, cho tới giờ đó. Thì cái vấn đề di chuyển nó hơi khó khăn. Ví dụ như người nhà tạo điều kiện làm sao mà mướn cái nhà trọ đó nó phù hợp với phòng khám. Ví dụ như mình di chuyển bệnh nhân tới lui, được bỏ lên xe máy đó, thì chở qua lại phòng khám để các thầy chăm sóc theo dõi, rồi mình về nhà trọ mình nghỉ ngơi, mình liệu xem nó có phù hợp hay không. Tại phòng khám không có nơi lưu trú lại, phòng khám xong rồi đi về chứ không có ở lại đây. Do đó mình phải tự túc cái vấn đề ở nhà trọ. Nhà trọ đó là mình lên xe rồi mình xuống xe, mình lên xe xuống xe, cái đó là mình phải cân nhắc nha. Đó là những thứ mà thầy có thể chia sẻ được với mình. Thầy, ý là cũng như là bác sĩ là kêu là thuốc, có cái thuốc mà gì nhắm trúng đích á, nhưng mà cái phương pháp đó thì nó mắc tiền lắm, do đó mà quyết định là đi vô đây. Có nghĩa là mình không có điều kiện để mình điều trị bằng phương pháp đó, mình không có thể, không có đủ cái tài chính để mình theo đuổi cái phương pháp đó lâu dài, đúng không? Thì mình đăng ký ở đây mình chữa. Thì nãy như thầy nói giờ đó là cái phương pháp phân tích cho mình nghe đó là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường để lại. Thì nếu như mình muốn đăng ký thì các thầy sẽ làm hồ sơ nhận mình vô ha. Tại vì mình không có gia đình, mình ở với người thân, mà giờ người thân là mẹ lớn tuổi đó, bà cụ á, thì các thầy không có cho bà cụ ký tên để bảo lãnh, thì các thầy cho người em ruột á là đây là cô Lan ký. Rồi trong đây thầy thấy là người đăng ký nuôi á là em rể ha, em rể. Thì cái quá trình ở lại đây là tới 3 tháng, riêng bệnh nhân là ở 3 tháng, còn riêng người nhà đó là có thể thay đổi người nuôi được. Ví dụ như mình có công việc đột xuất gì đó mình về thì phải báo cho mấy thầy biết, và cái người nuôi kế tiếp á tới đây rồi thì mình mới được về nha, chứ không được phép bỏ bệnh nhân ở lại một mình. Bởi vì nửa đêm nửa hôm nhiều khi có xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì đó là có bên cạnh mình theo dõi sát. Đó là các thầy yêu cầu như vậy. Riêng người nhà đó, người nào đăng ký đi nuôi á, đây là người nuôi là em rể là chú Khanh ha. Chú Khanh cũng không được phép ăn đạm động vật nha. Phải suy nghĩ cho kỹ nha, trước khi đăng ký mà mình vô đây mình ăn đạm động vật là các thầy từ chối mình liền đó. Lý do là nó phá đi cái quy trình hỗ trợ điều trị của các thầy. Tại vì riêng bệnh nhân là đã phải bắt buộc phải ngưng ăn đạm động vật rồi, ít nhất nó cũng khống chế được cái bệnh lý, nó không tăng thêm hoặc nó tăng chậm. Còn riêng người nhà đó là phải ăn, ngưng ăn đạm động vật và ăn theo thực phẩm thường chay đó. Ở đây các thầy không mục đích cổ xí cho vấn đề tôn giáo hoặc là theo một cái triết lý gì hết. Tuy nhiên ở đây các thầy sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng khoa học, cái nào đúng áp dụng cho bệnh nhân mà vượt qua căn bệnh đó là khoa học. Thì ở đây đối với đạm động vật nó là nguồn axit,
nó làm cho bệnh lý phát triển. Còn người nhà mục đích cái vấn đề ăn ngưng ăn đạm động vật là để động viên tinh thần của người bệnh á, mình ăn được mình mới động viên được, ví dụ như vấn đề mình kiên cử được thì người bệnh mới kiên cử được, còn mình ăn tự do là người bệnh vài bữa bỏ cuộc ngay, ăn không nổi. Thế vậy chứ hôm nay đăng ký vậy đó mà chừng tuần lễ hai tuần lễ là bắt đầu thấy bắt đầu ngán ngán rồi đó, thèm ăn thịt ăn cá lên rồi đó, là bắt đầu kiếm chuyện rồi, ăn khó quá, ăn vậy sao đủ sức khỏe, rồi thôi cho tao về tao nhớ nhà quá, là nó sẽ lỡ dở cái quá trình điều trị của mình, vừa mất thời gian của thầy thuốc, vừa làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị của mình. Đáng lý là thời điểm này mình phải tìm cái phác đồ khác nó phù hợp hơn, và đang chữa nổi chừng bỏ dở như vậy nó không tốt. Tại ở đây 3 tháng lận rồi, 3 tháng đó không phải là hết bệnh nha, 3 tháng đó là để khống chế cái bệnh lý đó, cũng vẫn có những cái kỳ tích xảy ra như hồi trước cha từ chữa có những kỳ tích, hồ sơ đầu vào đầu ra ác tính sang lành tính có đó. Cái thầy đang giữ hồ sơ này, bản thân mình muốn được như vậy thì mình phải cố gắng dữ lắm. Nhưng mà như mình cái sức khỏe yếu á, sức khỏe không có được mạnh á, ăn mình ăn kiêng vậy có được không thầy? Ăn kiêng kiêng nhiều nhiều thứ á, có được. Bây giờ cái quan trọng nằm chỗ này nè, cái khả năng hấp thu đối với những cái thực phẩm đưa vào trong cơ thể, mình nghĩ mình ăn nhiều vào nhưng mà cơ thể nó không hấp thu được, cái đó mới là quan trọng. Còn thí dụ như những cái loại cháo nano, thảo dược nano này nè, nó phù hợp với người bệnh ung thư nhưng nó không phù hợp với người khỏe. Thí dụ mình ở ngoài mình làm việc đi, mình đi làm việc đi mà mình ăn cháo nano là nó không phù hợp. Tại vì cháo nano là chỉ áp dụng khi mình bệnh ung thư mà mình ngồi yên một chỗ á, mình không có lao động nặng á, thì nó phù hợp nha. Phù hợp ở chỗ nào? Trong suốt quá trình điều trị các thầy sẽ cho đi khám, xét nghiệm máu, nó không thiếu máu, nó không thiếu những cái vitamin, nó không thiếu chất. Thứ nhất là nó đủ về cái lượng gluco nè, cái lượng đường nè, đủ về lượng axit amin nè, có rau xanh, trái cây nè, đó. Có đạm nữa, có đạm thực vật nữa, đâu có thiếu đâu. Các thầy cho ngưng ăn đạm động vật không có nghĩa là bệnh nhân thiếu đạm nha, tại vì các thầy cho ăn đạm thực vật thay thế vào, ví dụ như nấm nè, ví dụ như đậu nè, ví dụ như hạt nè, nó có một cái lượng đạm nhất định. Mặc dù cái công thức đạm thực vật nó không có giống như đạm động vật, cái đạm động vật á nó gần giống như cái đạm của con người mình á. Ví dụ như mình ăn đạm động vật đi thì cái quá trình tổng hợp rồi thành protein, protein của mình nha, protein con người đó là đạm, là protein, protein, protein người rất nhanh, tại vì cái đạm động vật á nó gần giống như cái đạm của con người nên quá trình tổng hợp nó nhanh lắm. Mình ăn chút xíu thịt vô mình thấy khỏe đó, nhưng đối với bệnh ung thư nó là axit, nó làm cho bệnh lý phát triển đó. Nhưng mà thay vì mình lệ thuộc vào nó, mình có thể thay thế bằng đạm thực vật. Trong cái đạm thực vật, cái công thức đạm thực vật nó khác hoàn toàn với cái protein của con người. Và để quá trình tổng hợp từ đạm thực vật sang đạm cho sang protein của con người đó, nó quá trình nó dài hơn, kéo dài lâu hơn. Lâu hấp thụ. Lâu hấp thụ được đó, nhưng mà cái công thức nó khác. Mình phải cần phải đa dạng nhiều loại đạm thực vật khác nhau thì mỗi thứ một chút nó mới ráp được cái công thức của mình. Nhưng mà bù lại như thế nào, tại vì cơ thể mình không vô quá chất, không trả trị thì quá trình tế bào bào lạnh nó không bị tổn thương, nên mình không cần phải hồi phục nhanh về vấn đề protein. Còn phương pháp mà điều trị Tây y là vô quá chất nè, 21 ngày là phải vô một lần, ví dụ vậy, thì đòi hỏi cái quá trình hồi phục mình phải nhanh đó. Nếu mà mình không hồi phục nhanh thì lần kế mình vô quá chất không được, bắt buộc phải ăn cái này, là gọi là bị lệ thuộc. Còn hiện tại thì các thầy không cần cái đó, các thầy chỉ cần đạm thực vật nó duy trì cho mình nguồn đạm nè, vitamin nè, chất xơ nè, axit amin nè, tinh bột nè, rồi trong thảo dược có tính kiềm nữa, nó không có thiếu, nó đủ cho mình.
Còn một cái nữa là đó là mặt lý thuyết nha. Còn trên dẫn chứng cái thầy đã hiện tại là từ tháng 3 nè. Cái này nó gần hết mà. Tháng 3 đến tháng 12 là nay nè. Nếu như hôm nay nhận mình vào điều trị, cái mã số của mình là 1117. Có nghĩa là đã có được nhiêu đây bệnh nhân rồi nè. Với số lượng thầy thuốc ít và với số lượng bệnh nhân đông nè. Nếu bệnh lý mỗi ngày mỗi tiến triển lên, mỗi ngày mà bệnh nhân thiếu máu, thiếu này thiếu kia là do bệnh lý thôi, chứ không phải là do cái chế độ, cái phương pháp này nó làm cho thiếu. Nếu làm cho thiếu các thầy chịu không nổi đâu, không dám lãnh nhiều đâu. Lãnh nhiều sao dám lãnh, chịu đâu nổi, hỗ trợ đâu nổi. Có nghĩa là mình 1.001 người rồi đó. Và trước đó từ năm 2017 đã nhiều vậy. Có nghĩa là mình hơi băn khoăn cái vấn đề là ăn như vậy nó có thiếu chất hay không, đúng không? Em thưa là không có thiếu chất. Như là cái nữa là sao mà bác sĩ nói là có cái khối u bên đây mà bên đây nó không đau mà nó cứ đau bên sườn thầy. Đau cơ. Thầy uống thuốc giảm đau rồi mới đỡ. Cái kết quả chẩn đoán là u cái phổi trái, u lá phổi bên trái, mà đau là đau bên phổi bên phải, đúng không? Nó cảm giác bị nói bên bên nói bên sườn à, đau bên sườn. Bây giờ có đã làm cái CT chưa? CT 2 lần. 3 lần. Để thầy coi cái kết quả mà CT. Bác sĩ vẫn nói bên phải không có gì. Ví dụ như nó lối do dịch phổi nè, hoặc nó lối do các cái nguyên nhân, ví dụ như cái cột sống nó bị chèn ép rồi nó đau lối nên nó chẳng có. Ví dụ như là mình di chuyển là nó đau, mình di chuyển là nó đau, di chuyển là đau ha. Nằm xuống có đau không? Nằm ngửa có đau? Nó đau ít hơn mà không di chuyển nó đau khi mà nằm xuống có thấy khó thở không? Thời gian gần đây thì thấy nó hơi khó thở. Chứ trước kia thì bây giờ vậy, nếu như các thầy mà theo dõi đó mà cần thiết thấy những cái biểu hiện bất thường á, thầy cho mình đi lên bệnh viện gần đây là bệnh viện Thiên Ân á, để mình thăm khám để kiểm tra coi cái nguyên nhân nào gây ra cái hiện tượng đau đó ha, thì các thầy phục vụ cho quá trình hỗ trợ điều trị. Bây giờ thầy muốn nghe cái nguyện vọng của mình đi, thầy muốn nghe cái ý kiến của từng thành viên đi. Là ý kiến gì thầy? Bây giờ thì các thầy đã phân tích cho mình nghe về cái vấn đề này rồi đó. Bây giờ mình có cái ý kiến như thế nào mình cứ nói lên. Dạ thì đã quyết định vô đây là vô đây chữa bệnh luôn á thầy. Chứ còn như bác sĩ thì là cái thuốc đó nó cao quá rồi, nó mất tiền của mình không có khả năng ha. Cái dừng bệnh này cũng có khả năng đạt được nếu cơ thể mình nó chuyển sang kiềm. Ví dụ nãy axit á, cơ thể từ axit sang kiềm, và quá trình chuyển sang kiềm cơ thể đã kiềm rồi thì khả năng dừng bệnh là có. Rồi cái giảm bệnh cũng vậy. Hai cái đó là hai cái cũng có khả năng đạt được. Và cái không phát hiện bệnh lý cũng có. Trước đây rất nhiều bệnh nhân đạt được cái mục tiêu này. Nhưng mà mình đừng đặt ba mục tiêu này vào cho mình. Có đó, vẫn có số lượng bệnh nhân hết bệnh, giảm bệnh hoặc dừng bệnh nó có đó. Nhưng mà làm sao mình đạt được hai mục tiêu trên đây thôi. Mình đặt mục tiêu mình ở trên đây thôi. Để chi? Để mình bớt thất vọng. Ví dụ như mình không đạt được những mục tiêu này thì mình cố gắng mình phấn đấu lên. Ví dụ mình đã đạt được hai mục tiêu này rồi thì lúc đó mình hẳn đặt ba mục tiêu còn lại ha. Ba mục tiêu còn lại. Bây giờ mình chưa đạt được hai mục tiêu này nữa, mình sao mà mình mong muốn đạt được mấy mục tiêu cho anh? Bây giờ mình muốn hết bệnh á, mình không cố gắng ăn cháo nano, không cố gắng thực hiện đúng pháp đồ, mình cứ thèm ăn đạm động vật mình ăn vào thì làm sao mà mình đạt được cái kết quả này? Cái đó là diễn vong đó. Bây giờ mình đặt từng mục tiêu thôi đó. Mình đạt được tới đâu mình đặt cái mục tiêu mình cao hơn chút, đạt được mục tiêu này đặt mục tiêu cao hơn, đó là cái mà mình thực tế mình có thể làm được. Và phải cố gắng nha, bản thân bệnh nhân là cố gắng nè, bản thân người nuôi phải động viên bệnh nhân thực hiện được á,
người nuôi quan trọng lắm đó. Không phải mình vô đây là mình chỉ ở cho có mặt mình thôi, mà mỗi ngày mình chăm sóc, mình cho bệnh nhân ăn, mình động viên, mình nói chuyện với bệnh nhân, mình cùng với bệnh nhân vượt qua để đạt được cái mục tiêu này. Các thầy là làm theo góc độ chuyên môn, cung cấp cho mình những cái phương pháp, hướng dẫn cho mình tận tình cụ thể ban ngày cũng như ban đêm. Thì riêng bản thân mình phải cố gắng. Nếu như mà mình có cái tôn giáo nào đó thì mình cầu nguyện, mình xin cầu xin để cho mình có niềm tin, mình có động lực thêm. Ví dụ như sau này mình về nhà đó, hôm nay các thầy giúp đỡ cho mình cái phương pháp của cha, thì sau này mình về nhà mình nguyện lòng mình có thể mình giúp cho những bệnh nhân khác chẳng hạn, hoặc là giúp cho những hoàn cảnh khó khăn khác, người ta coi như là mình lấy cái phần phước cho mình. Các thầy khuyên mình như vậy, chứ không phải mình khuyên mình giúp đỡ ở đây nha. Ở đây các thầy không có lấy tiền mình, cho nên mình không có giúp đỡ ở đây, mà mình hướng cái điều đó đi chi mình có cái động lực, mình có cái mục đích có ý nghĩa. Đó là tinh thần của mình á. Mình nghĩ là sau khi tôi hết bệnh, sau tôi về nhà, tôi phải làm một cái điều gì đó có ý nghĩa cho gia đình, cho xã hội, thì tự động mình có cái động lực mình làm à.